Avezac, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Chào các bạn học sinh thân mến của Vietjet, dành cho những bạn nào chưa biết, cô tên là Thu Hiền. Cô rất vui khi được đồng hành cùng với các con trong chương trình môn tiếng Việt lớp 5. Trong tiết tập đọc trước thì chúng ta đã được tìm hiểu về Thái sư Trần Thủ Độ. Và các con ạ, trong tiết học ngày hôm nay, chúng mình lại tìm hiểu thêm về một nhà tư sản yêu nước. Các con biết đấy, để giành được thắng lợi cho đất nước ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chúng ta không thể nào không nhắc đến những cá nhân đã có những đóng góp to lớn và tích cực về mặt của cải vật chất để giúp hai cuộc kháng chiến đi đến thành công và thắng lợi. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một nhà tư sản yêu nước, ông Đỗ Đình Thiện. Quan sát trên màn hình các con, đây chính là nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện. Ông sinh năm 1904 và mất năm 1972. Để hiểu rõ hơn về nhân vật lịch sử này, ngày hôm nay cô mời các con chúng mình hãy cùng tìm hiểu bài tập đọc. Bây giờ các con mở sách giáo khoa trang 20-21 để chúng ta tìm hiểu bài tập đọc này. Bài tập đọc của chúng mình có tên gọi Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng của tác giả Phạm Khải. Cũng như những tiết tập đọc trước thì tiết tập đọc ngày hôm nay của chúng mình cũng gồm 3 hoạt động chính. Hoạt động đầu tiên là luyện đọc đúng, hoạt động thứ hai là tìm hiểu bài. Sau khi đã tìm hiểu bài, hiểu được nội dung chính của bài tập đọc này rồi, chúng mình sẽ cùng nhau bước sang hoạt động số 3 là luyện đọc hay. Cô tin rằng khi đã hiểu nội dung bài, các con sẽ đọc rất tốt bài tập đọc này. Bây giờ cô mời các con chúng mình bước vào hoạt động đầu tiên, luyện đọc đúng. Bây giờ cô mời các con lắng nghe cô đọc bài tập đọc Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng. Trong quá trình cô đọc, cô yêu có các con chúng mình hãy quan sát vào sách giáo khoa và đọc thầm theo cô nhé. Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng. Ông Đỗ Đình Thiện là một nhà tư sản lớn ở Hà Nội, chủ của nhiều đồn điền, nhà máy và tiệm buôn nổi tiếng, trong đó có đồn điền Chine ở Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Với lòng nhiệt thành yêu nước, ngay từ trước cách mạng, ông Thiện đã có những trợ giúp to lớn về tài chính cho tổ chức. Năm 1943, thông qua đồng chí Nguyễn Lương Bằng, ông gửi ủng hộ quỹ Đảng 3 vạn đồng Đông Dương. Số tiền này làm người giữ tay hòm chìa khóa của Đảng không khỏi xúc động và sửng sốt, bởi lúc bấy giờ ngân quỹ của Đảng chỉ còn 24 đồng. Khi cách mạng thành công, sự tài trợ của ông Thiện đối với cách mạng còn lớn hơn nhiều. Trong tuần lễ vàng, ông đã ủng hộ chính phủ tới 64 lạng vàng. Với quỹ độc lập trung ương, ông cũng đã đóng góp tới 10 vạn đồng Đông Dương và được chính phủ tín nhiệm giao phụ trách quỹ. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, gia đình ông Thiện đã ủng hộ cán bộ, bộ đội khu 2 hàng trăm tấn thóc là sản phẩm thu hoạch từ đồn điền Chine màu mỡ. Sau hòa bình, ông Thiện đã hiến toàn bộ đồn điền này cho nhà nước. Trong suốt cuộc đời mình, nhà tư sản Đỗ Đình Thiện đã hết lòng ủng hộ cách mạng mà không hề đòi hỏi sự đền đáp nào. Ông là nhà tư sản yêu nước, nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng. Vậy là cô đã vừa đọc cho các con nghe bài tập đọc Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng. Quan sát trên bảng thì các con thấy ở đây cô sẽ chia bài tập đọc này thành 5 đoạn như sau. Quan sát vào trong sách giáo khoa thì cứ mỗi lần chấm xuống dòng và lùi vào một ô sẽ là một đoạn. Thì ở đây chúng ta sẽ có 5 đoạn. Đoạn đầu tiên là từ đầu đến tỉnh Hòa Bình. Đoạn thứ hai là từ với lòng nhiệt thành đến 24 đồng. Đoạn thứ ba là khi cách mạng thành công đến phụ trách quỹ. Ở đây thì cách mạng cô sẽ viết tắt như thế này. Từ này sẽ xuất hiện khá là nhiều trong bài nên các con chú ý. Đoạn 4, trong thời kỳ đến cho nhà nước. Và đoạn 5 là phần còn lại. Ở trong quá trình đọc bài tập đọc này thì cô sẽ đưa ra cho các con một số từ ngữ khó mà các con cần phải lưu ý để chúng mình có thể đọc đúng và trôi chảy bài tập đọc này. Ở đây có một số từ như sau. Từ đầu tiên, tư sản. Từ thứ hai là trợ giúp. Từ thứ ba, sửng sốt. Và từ cuối cùng là hết lòng. Bây giờ cô mời các con đọc lại một lần nữa những từ này cùng với cô nhé. Tư sản, trợ giúp, sửng sốt và hết lòng. Đây là những từ ngữ các con cần phải chú ý trong quá trình chúng mình đọc bài tập đọc này. Tiếp theo các con thấy trong bài tập đọc này thì có một số câu văn khá là dài. Vì vậy các con phải lưu ý ngắt nghỉ hơi sao cho phù hợp mà vẫn đảm bảo được ý nghĩa của câu. Ở đây
cô có câu văn sau. Số tiền này làm người giữ tay hòm chìa khóa của đảng không khỏi xúc động và sửng sốt, bởi lúc bấy giờ ngân quỹ của đảng chỉ còn có 24 đồng. Ở đây thì các con suy nghĩ giúp cô xem là với câu văn này thì chúng mình sẽ ngắt nghỉ câu ra sao. Các con có thể đọc theo cái gợi ý của cô như sau. Trước tiên là các con vị trí số 1, các con sẽ nghỉ hơi sau từ này này. Sau từ đảng, sau hai dấu phẩy ở đây thì chúng mình đều phải nghỉ hơi, và nghỉ hơi ở sau từ còn có, rồi chúng mình mới đọc từ 24 đồng. Và các con thấy ở đây vị trí cuối cùng có dấu chấm thì chúng mình phải nghỉ hơi lâu hơn, đúng không? Bây giờ cô mời các con đọc lại một lần nữa câu văn này cùng với cô, chú ý đọc to và ngắt nghỉ hơi sao cho hợp lý. Số tiền này làm người giữ tay hòm chìa khóa của đảng không khỏi xúc động và sửng sốt, bởi lúc bấy giờ ngân quỹ của đảng chỉ còn có 24 đồng. Tiếp theo chúng mình sẽ đến với phần chú giải. Chúng ta sẽ đi giải nghĩa một số từ khó có trong bài này. Từ đầu tiên cũng là từ xuất hiện trong tên tựa đề của bài tập đọc ngày hôm nay, nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng. Vậy thì tài trợ là gì? Tài trợ có nghĩa là giúp đỡ về tiền của. Từ hai là đồn điền. Đồn điền là cơ sở sản xuất nông nghiệp lớn trước đây, chủ yếu là trồng những loại cây như là cao su hoặc là cây cà phê. Trong bài tập đọc này thì có xuất hiện một đồn điền, đó là đồn điền Chine. Ở đây cô có sưu tầm về hình ảnh đồn điền Chine cho các con quan sát. Thì các con thấy đồn điền Chine vô cùng rộng lớn và màu mỡ. Và bật mí thêm các con thì những đồng tiền đầu tiên của nước ta được in và phát hành ở đồn điền Chine. Chính Đỗ Đình Thiện đã mua lại những nhà máy in lớn nhất của hai người Pháp, và ông đã đặt ở đây, và những tờ tiền đầu tiên của Việt Nam đã được in và phát hành tại đồn điền Chine. Và hiện tại nếu mà các con chúng ta có điều kiện để đi thăm đồn điền này thì chúng ta vẫn thấy di tích lịch sử và chính là những nhà máy in tiền vẫn còn có ở đây. Tiếp theo là từ tổ chức, và tổ chức ở đây chỉ là tổ chức cách mạng. Tiếp theo, đồng Đông Dương có nghĩa là đồng tiền của Ngân hàng Đông Dương trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Để có thể cho con hiểu thêm về lịch sử thì ở đây cô có tham khảo một số, cô có sưu tầm một số hình ảnh về những đồng tiền Đông Dương. Đây chính là các loại tiền mà nhân dân ta đã sử dụng và phát hành, lưu hành nó trong thời gian là trước cách mạng tháng 8. Ở đây các con nhìn thấy đây chính là vua Bảo Đại, đúng không? Tiếp theo, tay hòm chìa khóa. Tay hòm chìa khóa có nghĩa là người nắm quyền quản lý tiền bạc và mọi công việc chi tiêu. Còn hai từ nữa đó chính là từ tuần lễ vàng và quỹ độc lập. Thì hai từ này liên quan đến hoàn cảnh nước ta sau cách mạng tháng 8. Các con biết là, quay trở lại lịch sử một chút, cô sẽ nói thêm các con về tình hình nước ta sau cách mạng tháng 8. Thì sau cách mạng tháng 8, các con biết là tình hình đất nước ta vô cùng khó khăn và được ví là ngàn cân treo sợi tóc. Tình hình nước ta lúc đó vô cùng khó khăn. Chúng ta mới giành được chính quyền nhưng chính quyền còn rất non trẻ này. Chúng ta chưa nắm được Ngân hàng Đông Dương. Và khi nắm được Ngân hàng Đông Dương rồi thì các con biết là toàn bộ số tiền trong Ngân hàng Đông Dương lúc đó thì toàn là tiền rách. Đồng thời với đó, các thế lực phản động tay sai lúc này tung ra các loại tiền đã mất giá như là quan kim và quốc tệ, làm nhiễu loạn nền tài chính nước ta. Thật sự đất nước ta lúc đó lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn và khốn đốn về tài chính. Và các con biết là đẩy thuyền cũng là dân và lật thuyền cũng là dân. Lúc này Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương là phát động quần chúng nhân dân ủng hộ tiền bạc của cải và vật chất để tiếp tục tiến hành cuộc cách mạng, đúng không? Chính vì vậy thì đã ra đời tuần lễ vàng và quỹ độc lập. Thì tuần lễ vàng ở đây các con thấy đây chính là tuần vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp tiền của để ủng hộ cách mạng sau cách mạng tháng 8. Ở đây trên màn hình của các con chính là hình ảnh nhân dân ta đi đóng góp trong tuần lễ vàng. Và các con biết là trong lịch sử thì sau tuần lễ vàng này thì chúng ta đã thu được hơn 73 kg vàng. Tiếp theo là về quỹ độc lập. Thì trên màn hình của các con chính là sắc lệnh thành lập quỹ độc lập do chính phủ ban hành, và người quản lý quỹ này chính là Đỗ Đình Thiện. Thì quỹ này thì do chính phủ lập ra để quyên góp tiền bạc của nhân dân ủng hộ nền độc lập vừa mới giành được.
Đây chính là toàn bộ những cái từ khó mà các con cần phải hiểu thêm để khi chúng ta tìm hiểu bài, chuyển sang phần 2, các con có thể hiểu rõ nhất nội dung của bài. Bây giờ cùng các con chúng mình bước sang hoạt động số 2 trong bài, đó chính là tìm hiểu bài để hiểu được những nội dung trong bài tập đọc Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng. Ở trong đây thì chúng ta sẽ có 3 câu hỏi. Cô và các con chúng mình sẽ lần lượt giải quyết 3 câu hỏi này. Câu hỏi đầu tiên: kể lại những đóng góp to lớn và liên tục của ông Thiện qua các thời kỳ. Ở đây cô sẽ chia thành 4 bảng để các con thấy được sự đóng góp to lớn và liên tục của Đỗ Đình Thiện. Đầu tiên là trước cách mạng, khi cách mạng thành công, trong kháng chiến và sau khi hòa bình, 4 thời kỳ, đúng không? Và trước tiên thì cô phải lưu ý với các con là trong cả 4 thời kỳ này, đây đều là những thời điểm vô cùng khó khăn của đất nước ta. Vậy thì chúng ta cùng xem là vào những thời điểm đất nước nguy nan khó khăn như thế thì Đỗ Đình Thiện đã có sự đóng góp to lớn gì. Bây giờ là về đầu tiên, mốc đầu tiên là mốc trước cách mạng. Cô và các con chúng mình cùng tìm hiểu thông qua việc đọc đoạn số 2. Với lòng nhiệt thành yêu nước, ngay từ trước cách mạng, ông Thiện đã có những trợ giúp to lớn về tài chính cho tổ chức. Năm 1943, thông qua đồng chí Nguyễn Lương Bằng, ông gửi ủng hộ quỹ đảng 3 vạn đồng Đông Dương. À, đầu tiên trước cách mạng, năm 1943 ông ủng hộ quỹ đảng 3 vạn đồng Đông Dương. Và các con phải thấy là 3 vạn đồng Đông Dương này được ông đóng góp trong khi mà quỹ của đảng của ta chỉ có 24 đồng. Các con thấy là con số 3 vạn đồng với 24 đồng nó chênh lệch rất là lớn. Các con thấy là 24 đồng đấy thì đảng ta làm được gì với 24 đồng? Không thể duy trì hoạt động, đúng không? Và thật sự lúc đó ta rất khốn đốn và khó khăn về tài chính. Và thời điểm nguy nan ấy thì chính Đỗ Đình Thiện đã ủng hộ cho đảng ta 3 vạn đồng. Rất là lớn, một số tiền rất lớn, đồng thời rất cần thiết trong cái hoàn cảnh lúc bấy giờ. Tiếp theo là khi cách mạng thành công, chúng ta cùng xem là khi cách mạng thành công thì ông đã có đóng góp gì nè. Chúng ta quan sát vào đoạn số 3. Khi cách mạng thành công, sự tài trợ của Đỗ, của ông Thiện đối với cách mạng còn lớn hơn nhiều. Trong tuần lễ vàng, ông đã ủng hộ chính phủ tới 64 lạng vàng. Với quỹ độc lập trung ương, ông cũng có đóng góp 10 vạn đồng Đông Dương và được chính phủ tín nhiệm giao phụ trách quỹ. Thì ở đây, khi cách mạng thành công, năm 1945 đúng không? Cách mạng thành công là năm tháng 8 năm 1945, thì trong tuần lễ vàng, ông ủng hộ chính phủ 64 lạng vàng này. Đồng thời với đó là ủng hộ với quỹ độc lập 10 vạn đồng Đông Dương, và quỹ độc lập này thì chính do ông Thiện phụ trách. Thì các con thấy là đây là một số tiền khá là lớn đúng không? Trong thời điểm đó thì sự đóng góp này của ông Thiện rất là lớn, bởi vì hoàn cảnh đất nước ta lúc đó vô cùng khó khăn. Các con biết là tiền của ta thì không có, tài chính thì eo hẹp, đồng thời hoàn cảnh lúc đó là 2 triệu đồng bào ta chết đói, đúng không? Những cái sự giúp đỡ của ông vô cùng cần thiết đối với cách mạng. Tiếp theo là trong thời kỳ kháng chiến, chúng ta cùng xem là trong thời kỳ kháng chiến ấy thì Đỗ Đình Thiện đã có sự giúp đỡ gì. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, gia đình ông Thiện ủng hộ cán bộ bộ đội khu 2 hàng trăm tấn thóc là sản phẩm thu hoạch từ đồn điền Chi Nê Mổ Mỡ. À, các con thấy trong kháng chiến đúng không? Thì gia đình ông ủng hộ cán bộ bộ đội khu 2 hàng trăm tấn thóc. Như vậy các con thấy ông không trực tiếp ra tiền tuyến, không trực tiếp chiến đấu, cầm súng đứng lên đánh kẻ thù. Nhưng ông cung cấp về tiền bạc, về của cải, về vật chất, thì ông chính là một người hậu phương vững chắc, đúng không? Tiếp theo chúng ta cùng xem sau khi hòa bình thì ông Thiện có đóng góp to lớn gì. Sau hòa bình, ông Thiện đã hiến toàn bộ đồn điền Chi Nê cho nhà nước. Các con thấy là vừa rồi các con quan sát đồn điền Chi Nê là một đồn điền vô cùng rộng lớn và màu mỡ, đúng không? Thế nhưng mà sau hòa bình thì ông cũng đã hiến toàn bộ đồn điền này cho nhà nước. Từ đây, từ những cái mốc thời gian này và thì chúng ta có thể thấy được sự đóng góp của ông Thiện đối với cách mạng là to lớn và liên tục, đúng không? Những lúc nào mà cách mạng cần, đất nước gặp khó khăn, ông đều đưa tay ra để giúp đỡ. Thì đây chính là toàn bộ sự giúp đỡ, sự đóng góp to lớn của ông Thiện đối với cách mạng chúng ta cần phải ghi nhận. Tiếp theo câu hỏi số 2: việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì? Vậy thì các con thấy ông có yêu nước không? Phải, nếu mà không yêu nước thì ông có sự đóng góp này được không? Các con thấy là 3 vạn đồng, 64 lạng vàng này,
10 vạn đồng Đông Dương này, hàng trăm tấn thóc, thậm chí cả một bồn điền Chine màu mỡ và rộng lớn như thế, nếu không yêu nước thì ông có làm được như vậy không? Không đúng không? Như vậy ý đầu tiên mà các con thấy được về ông Thiện đó chính là ông là một người công dân yêu nước, phải yêu nước thì mới có thể có được những hành động như thế. Và các con thấy là ông đóng góp to lớn, nhiều nhiều cái đóng góp to lớn như vậy cho cách mạng. Vậy thì ông có đòi hỏi gì không? Ông có tự hào một điều gì từ cách mạng không? Không đúng không? Là như vậy các con thấy à, ông là một người có tấm lòng vì đại nghĩa đúng không? Sự giúp đỡ của ông là vì sự giúp đỡ cho cách mạng, cho đất nước đúng không? Và cuối cùng các con thấy được đó chính là ông sẵn sàng hiến một số tài sản lớn của mình cho cách mạng vì mong muốn được góp sức mình vào sự nghiệp chung đúng không? Mong muốn cách mạng thành công, mong muốn đất nước sớm ngày được hòa bình, được độc lập. Nên đây chính là mục đích mà ông hiến số tài sản của mình cho cách mạng. À, như vậy thì chúng ta đã giải quyết được câu hỏi số 2. Tiếp theo câu số 3. Từ câu chuyện trên em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân với đất nước? Nào, chúng mình sẽ có những suy nghĩ thế nào về trách nhiệm của công dân với đất nước? Thì ở đây các con thấy là ông Thiện là một công dân yêu nước. Thì chắc chắn trong tiết trước các con đã hiểu thế nào là công dân rồi đúng không? Công dân là những người sống trong một đất nước có chủ quyền này, có quyền lợi và nghĩa vụ đối với nhà nước. Cô đã lấy ví dụ rất là rõ rồi đúng không? Vậy thì công dân, ông là một công dân yêu nước. Và công dân thì không chỉ có quyền lợi và nghĩa vụ mà công dân còn phải có trách nhiệm đối với đất nước đúng không? Như vậy suy nghĩ đầu tiên của chúng mình phải là người công dân phải có một trách nhiệm chung đối với đất nước. Đã là công dân, có quyền lợi, có nghĩa vụ và phải có trách nhiệm đối với đất nước của mình. Tiếp theo ý thứ hai ở đây mà con cần phải có đó chính là người công dân phải biết đóng góp công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng chính hành động. Các con thấy của Đỗ Đình Thiện đúng không? Ông đã góp công sức của mình, ông không trực tiếp ra chiến trường để chiến đấu nhưng ông đã làm cách khác bằng sức lực của mình, bằng cái gì mình có, bằng những của cải vật chất của mình thì ông đã góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đúng không? Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi số 3. Là từ câu chuyện trên em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân với đất nước thì các con sẽ trả lời đó chính là người công dân phải có trách nhiệm chung với đất nước này, người công dân phải biết đóng góp công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đây thì chúng mình rút ra được nội dung chính của bài tập đọc ngày hôm nay là các con thấy là trong bài tập đọc này thông qua những công sức này, những đóng góp của Đỗ Đình Thiện với cách mạng thì bài tập đọc ngày hôm nay của chúng mình muốn biểu dương một công dân yêu nước đúng không? Một nhà tư sản đã trợ giúp cho cách mạng rất nhiều về tiền bạc này, tài sản trong thời kỳ cách mạng gặp khó khăn về tài chính. Đây chính là nội dung chính của bài tập đọc nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng. Cô mở con chúng mình lấy vở ghi bút ra ghi lại cho cô nội dung chính này vào trong vở. Cô nhắc lại nội dung chính của bài là biểu dương một công dân yêu nước, một nhà tư sản đã trợ giúp cách mạng rất nhiều tiền bạc, tài sản trong thời kỳ cách mạng gặp khó khăn về tài chính. Sau đây cô mở con, sau khi đã hiểu được nội dung của bài rồi thì chúng mình sẽ cùng nhau bước vào hoạt động số 3, luyện đọc hay. Cô tin rằng là các con đã hiểu được nội dung chính của bài rồi thì chúng mình có thể đọc rất hay bài tập đọc này nhé. Để có thể đọc hay được bài tập đọc nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng này thì chúng mình cần lưu ý cho cô một số điều sau. Đầu tiên là về giọng đọc, bài nào chúng mình cũng phải lưu ý về giọng đọc trước tiên đúng không? Ở đây thì toàn bài văn chúng mình sẽ đọc với giọng nhẹ nhàng này, to vừa đủ nghe thôi và thể hiện được cảm ứng ngợi ca kính trọng nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng. Đây chính là giọng đọc trong toàn bài. Tiếp theo, điều thứ hai mà các con cần phải lưu ý ở trong bài tập đọc này, các con phải nhấn giọng rất nhiều những từ ngữ, một loạt những từ ngữ ở trên bảng mà cô đã đưa ra, ví dụ như là tư sản lớn này, nổi tiếng, nhiệt thành, trợ giúp to lớn, đồng thời các chi tiết về số liệu và những cái số liệu và đóng góp của Đỗ Đình Thiện đối với cách mạng đúng không? Đây các con và chúng mình lấy bút chì ra, chúng mình tạm thời gạch chân cho cô những cái từ ngữ này vào trong sách giáo khoa để các con có thể lưu ý nhấn giọng khi chúng mình đọc bài. Ở trong bài tập đọc người công nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng này thì chúng ta sẽ luyện đọc cho cô vào đoạn 2 và đoạn 3. Thì ở trong đoạn 2 và đoạn 3 này, ngoài những lưu ý về giọng đọc mà cô vừa hướng dẫn các con thì các con cần phải lưu ý cho cô nhấn giọng những cái từ ngữ sau. Thứ nhất là nhiệt thành này, trợ giúp to lớn này, 3 vạn đồng, xúc động sửng sốt và 24 đồng,
Trong đoạn thứ ba này thì các con phải nhấn giọng một số từ ngữ như là lớn hơn nhiều này, 64 lạng vàng và 10 vạn đồng. Vậy thì bây giờ cô mời các con chúng mình lắng nghe cô đọc một lần bài tập đọc Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng. Các con lưu ý là chúng mình sẽ đọc cùng cô và nhớ là giọng đọc và cách nhấn giọng một số từ ngữ nhé. Với lòng nhiệt thành yêu nước, ngay từ trước cách mạng, ông Thiện đã có những trợ giúp to lớn về tài chính cho tổ chức. Năm 1943, thông qua đồng chí Nguyễn Lương Bằng, ông gửi ủng hộ quỹ đảng 3 vạn đồng Đông Dương. Số tiền này làm người giữ tay hòm chìa khóa của đảng không khỏi xúc động và sửng sốt, bởi lúc bấy giờ, ngân quỹ của đảng chỉ còn có 24 đồng. Khi cách mạng thành công, sự tài trợ của ông Thiện đối với cách mạng còn lớn hơn nhiều. Trong tuần lễ vàng, ông đã ủng hộ chính phủ tới 64 lạng vàng. Với Quỹ Độc lập Trung ương, ông cũng có đóng góp tới 10 vạn đồng Đông Dương và được chính phủ tín nhiệm giao cho phụ trách quỹ. Đây là các con đã vừa được lắng nghe cô đọc đoạn 2 và đoạn 3 rồi. Ở nhà thì chúng mình có thể luyện đọc thêm đoạn 2 và đoạn 3, hoặc là các con có thể đọc cả bài như chúng mình thích. Sau đây thì chúng mình sẽ đến với một số câu hỏi để các con củng cố và khắc sâu thêm nội dung của bài tập đọc Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng. Câu hỏi đầu tiên, chúng mình sẽ xác định cho cô là mệnh đề nào là mệnh đề đúng và mệnh đề nào là mệnh đề sai trong bốn mệnh đề sau đây. Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì? A. Ông là một công dân yêu nước. Đây là một mệnh đề chính xác đúng không? Trong câu hỏi số 2 là việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì, thì chúng mình đã thấy là ông là một công dân yêu nước, thì đây là một câu trả lời đúng, một mệnh đề đúng. Tiếp theo, B. Ông là một người có tấm lòng vị đại nghĩa, sẵn sàng hiến tặng một số tài sản rất lớn của mình cho cách mạng vì mong muốn được góp sức mình vào sự nghiệp chung. Rất chính xác đúng không? Trong câu hỏi số 2, cô và các con chúng mình cũng vừa rút ra được ý này, cho nên đây sẽ là một mệnh đề đúng. Tiếp theo, là người quá thừa tiền nên phải phân chia bớt. Đỗ Đình Thiện thực sự đúng là một nhà tư sản giàu có đúng không? Nhưng ông không ông đóng góp cho cách mạng không phải là vì thừa tiền và muốn phân chia bớt, vì vậy đây là một mệnh đề sai. D. Ông là một người ích kỷ, chỉ lo nghĩ cho bản thân, chắc chắn không cần suy nghĩ gì thêm. Chắc chắn đây là một mệnh đề sai đúng không? Nếu mà là người ích kỷ, nếu mà chỉ nghĩ cho bản thân thì ông việc gì mà ông phải lấy những số tài sản của mình rất là lớn, cả một đồn điền chi nê để hiến cho nhà nước đúng không? Nên đây sẽ là một phát biểu sai. Tiếp theo, em hãy điền những các từ ngữ sau vào chỗ chấm sao cho thích hợp. Ở đây chúng ta có những từ ngữ như là hết lòng ủng hộ này, yêu nước này, nhà tài trợ đặc biệt và đền đáp. Vậy thì các con cùng suy nghĩ giúp cô và chúng mình sẽ hoàn thành phát biểu sau nhé. Ở đây, những từ ngữ sẽ được sắp xếp như sau. Trong suốt cuộc đời mình, nhà tư sản Đỗ Đình Thiện đã hết lòng ủng hộ cách mạng mà không đòi hỏi sự đền đáp nào. Ông là nhà tư sản yêu nước, cũng là nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng. Như vậy thì thông qua bài tập đọc ngày hôm nay, chúng ta đã hiểu thêm về nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện, đồng thời cũng hiểu được thêm tại sao ông lại được gọi là nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng. Những câu hỏi vừa rồi cũng đã kết thúc tiết tập đọc của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại các con trong những tiết tập đọc lần sau. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.